Thiên Ý mến chào quý khán giả của kênh HGD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine, khu vực Trung Đông nhanh chóng kết thúc. Cầu nguyện cho người dân Ukraine, khu vực Trung Đông và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Ukraine tung cùng lúc 700.000 UAV ra mặt trận. Quân Nga đối mặt cảnh địa ngục. Thưa quý vị, trung bình mỗi người đánh Nga trên tiền tuyến sẽ được chăm sóc bởi một chiếc UAV của Ukraine và Kiev tiếp tục bổ sung nhiều UAV. Việc Nga phá hủy nhiều vũ khí dự trữ của Ukraine cùng với tình trạng thiếu đạn dược ở Mỹ và châu Âu khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine AFU gặp khó khăn về nguồn cung đạn dược. Điều này buộc cho họ phải bổ sung bằng máy bay không người lái cảm tử. Máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV là loại vũ khí tấn công mới của Ukraine. Kiev là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực điều chỉnh máy bay không người lái thương mại thành vũ khí để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Nga đã áp dụng phương pháp này muộn hơn, nhưng các nhà máy sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước, các công ty tư nhân, các sáng kiến tự tài trợ và quy động vốn từ cộng đồng đã góp phần thúc đẩy việc sản xuất máy bay không người lái. UAV giá rẻ nhưng mang giá trị lớn Các báo cáo khẳng định, cả Nga và Ukraine đều đang sử dụng máy bay không người lái với số lượng hàng chục nghìn chiếc mỗi tháng. Những chiếc UAV tuy giá rẻ nhưng rất hiệu quả để chống lại các mục tiêu trên bộ. UAV tuy không thể mang lại hỏa lực và sức công phá mạnh mẽ như pháo binh, nhưng chúng có thể tiêu diệt các mục tiêu di động. Các phương tiện chiến đấu hạng nhẹ đến trung bình như pháo hoặc xe bọc thép chở quân giúp tiết kiệm được các loại đạn dược quan trọng. Báo cáo của Aggression Times cho thấy, chỉ trong đầu năm 2023, máy bay không người lái Lancet của Nga đã phá hủy gần 45% số lượng pháo binh và phương Tây sản xuất trên chiến trường Ukraine, đồng thời trở thành máy bay không người lái tấn công chủ lực và thành công nhất trên chiến trường Ukraine. Khả năng cơ động linh hoạt và tầm hoạt động xa được coi là một điểm mạnh của các loại UAV. Điều này giúp cho các bên giảm được chi phí cũng như nguồn lực để bảo đảm các tuyến tiếp tế hậu cần như khi sử dụng lực lượng phao binh. Tầm quan trọng của UAV Bộ trưởng Bộ chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhailo Fedorov chia sẻ trong buổi nói chuyện với chương trình United 24, Máy bay không người lái là con mắt của quân đội Ukraine. Hiện chúng tôi đã có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký sản xuất máy bay không người lái. Ông Fedorov cho biết thêm, Năm ngoái, chỉ có 7 loại máy bay không người lái của Ukraine được sử dụng ở tiền tuyến. Hiện nay đã có 50 mẫu UAV khác nhau được sản xuất tại Ukraine và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. Fedorov cũng công bố những nỗ lực mua lại máy bay không người lái thương mại của Ukraine. Ông chia sẻ hình ảnh của hàng ngàn chiếc máy bay không người lái đã sẵn sàng để được gửi ra mặt trận. Các quan chức Ukraine cho biết họ cần 150.000 cho đến 200.000 UAV mỗi tháng. Lời cảnh báo Phóng viên Alexander Katchenko của Ria Novosti đã lưu ý trên Telegram về việc AFU có thể sở hữu tới gần 700.000 máy bay không người lái FPV dựa trên các thông báo công khai của Ukraine về nỗ lực mua sắm máy bay không người lái trong thời gian qua. Katchenko cho biết, các máy bay không người lái rất thủ giờ đây có thể thay thế pháo binh trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công lớn, đặc biệt nếu địa hình cho phép chúng được sử dụng mà không bị cản trở. UAsia Time đã đưa tin vào tháng 12 năm 2023 về việc AFU đã mất gần 90% số máy bay không người lái FPV mà họ gửi đi do địa hình khó khăn, khiến tín hiệu điều khiển vô tuyến bị chặn và do tác chiến điện tử của Nga, EW. Tuy nhiên, hiện tại Ukraine vẫn bù đắp những tổn thất bằng cách tiếp tục mua thêm, tạo ra mối đe dọa liên tục và gia dẫn đối với binh lính Nga. Hội đồng Công nghệ Đổi mới Quân sự của Bộ Quốc phòng Nga đã họp vào đầu tháng 1 năm 2024 tại khu huấn luyện quân sự Revsky gần Novorossiysk do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Denis Mansurov chủ trì. Các quan chức đã được xem màn trình diễn của các hệ thống chống máy bay không người lái. Các nền tảng chống UAV có khả năng bảo vệ các mục tiêu cố định và di động khỏi máy bay, trực thăng và UAV, kể cả trong điều kiện tâm nhiên quan học không đủ một số đã được các đơn vị nga thử nghiệm trên tiền tuyến trong khi một số khác đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau bộ quốc phòng nga cho biết thêm một phiên họp chiến lược cũng đã được tổ chức về việc phát triển và sử dụng các phương tiện để chống lại máy bay không người lái điều này cho thấy nga cũng rất quan tâm và chú ý đến các báo cáo trước đây cho rằng ukraine đã trở thành nơi thử nghiệm trí tuệ nhân tạo ai và công nghệ điều khiển máy bay không người lái tự động của phương tây Kashenko lưu ý rằng, vào năm 2023, Ukraine đã nhận được 712 triệu đô la cho máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Chỉ cần sử dụng một nửa số tiền đó, thì Ukraine cũng sẽ có hơn 700.000 máy bay không người lái FPV. Điều này có nghĩa là mỗi người lính Nga ở con khu phía Bắc sẽ được chăm sóc bởi ít nhất một chiếc UAV. Yêu cầu về các loại thiết bị gây nhiễu của quân đội Nga gần đây cũng đã tăng lên theo cấp số nhân để phù hợp với số lượng máy bay không người lái của Ukraine hiện đủ để tiêu diệt từng binh sĩ. Như vậy, ưu thế về xe tăng, pháo, đạn sẽ không còn tác dụng như một năm trước. Khashenko kết luận, điều cấp thiết là phải điều chỉnh chiến thuật, bổ sung cho mặt trận để bảo đảm khả năng bảo vệ khỏi máy bay không người lái và tính đến những mối đe dọa mới. Xin chuyển qua một phần tin tức bình luận khác. Ukraine có thể từng lỡ cơ hội mở được phản công quyết định. Tư lệnh Ukraine muốn mở được phản công lớn cuối năm 2022 khi Nga chưa củng cố được trận địa nhằm gián đòn quyết định nhưng bị Mỹ ngăn cản. Chiến dịch phản công quy mô lớn mà Ukraine phát động vào đầu tháng 6 năm 2023 đã thất bại khi lực lượng nước này chỉ giành lại vài ngôi làng với tổn thất đáng kể về nhân lực và phương tiện chiến đấu, trong khi không thể cắt đứt hành lang trên bộ từ bán đảo Crimea đến miền Tây nước Nga. Trong cuốn sách Kẻ thù của chúng ta sẽ biến mất, Jaroslav Chifimov, nhà báo về mảng đối ngoại của Wall Street Journal, tiết lộ quân đội của Ukraine từng muốn tận dụng thành quả trong đợt phản công chấp nhoán vào mùa thu năm 2022 để mở một chiến dịch mới mang tính quyết định nhằm cắt đôi hành lang trên bộ của Nga. Nếu chiến dịch này được tiến hành, nó có nhiều khả năng đã tạo ra cục diện rất khác cho chiến trường Ukraine. Đại tướng Valery Salosny, tư lệnh quân đội Ukraine vào cuối năm 2022, muốn mở đợt phản công với các mũi thọc sâu tại tỉnh Zaporizhia hướng ra biển Azov trong các cuộc thảo luận với đối tác phương Tây, cả tướng Salushny và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều ủng hộ mỗi tiến công về bờ biển Azov. Họ cho rằng chiến dịch này sẽ có cơ hội thành công rất cao bởi lực lượng Nga khi đó vừa hứng chịu loạt thất bại liên tiếp ở Kharkov cũng như mặt trận miền Đông và liên tục rút quân và chưa kịp thiết lập phòng tuyến Sorovikin với bãi mình, chứng ngại vật và công sự dày đặc. Kế hoạch này khi đó được đánh giá là một canh bạc lớn mỗi tiến công của Ukraine cần thọc đổ sâu và đủ rộng để ngăn lực lượng Nga phản kích, đánh tạc sườn các đơn vị tiến công. Nhưng nếu thành công, Ukraine có thể tận dụng tối đa động lực sau những thất bại nặng nề của Nga trên tiền tuyến. Các quan chức Ukraine khi đó không đưa ra nhiều yêu cầu lớn với phía Mỹ để tiến hành đợt phản công này. Tướng Zelensky ước tính lực lượng Ukraine chỉ cần thêm 90 khẩu pháo và lượng đạn đủ cho đợt tiến công. Dù rất khó đánh giá được số vũ khí này có đủ hay không, Ukraine nếu tập hợp được một lực lượng tác chiến đủ mạnh, có thể giành lại nhiều vùng lãnh thổ bằng chiến dịch thọc sâu đó, như những gì họ đã làm tại tỉnh Kharkiv. cấp. Tình hình tại Saborisia cuối năm 2022 được đánh giá là đã chín mùi cho đợt phản công quy mô lớn của Ukraine. Không giống tỉnh Kherson, nơi sông Dnepr chia lãnh thổ làm hay, tỉnh Saborisia không có những chướng ngại vật tự nhiên chia cắt như vậy cho phép lực lượng phản công Ukraine có thể tiến xa hơn một cách nhanh chóng nhưng kế hoạch này vấp phải sự hoài nghi từ giới chức Mỹ bởi quân đội Ukraine lúc đó chưa thể hiện được năng lực tiến công quy mô lớn nào một số quan chức của Mỹ lo ngại việc Ukraine tiến quân đến khu vực ven biển Azov trải dài từ Berdyansk tới Melitopol có thể tạo ra những lỗ hổng trên chiến tuyến. Nhiều người còn hoài nghi khả năng phối hợp tác chiến giữa các lữ đoàn Ukraine để tiến công hiệu quả. Dưới góc nhìn của các tướng lĩnh và chính trị gia Mỹ, kế hoạch phản công mà Ukraine đề xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ra thảm họa. Nếu được phản công thất bại, Ukraine có thể hứng chịu tổn thất chiến lược, khiến cho Nga chiếm phần còn lại của tỉnh Zaporizhia, và thậm chí cả tỉnh Dnipro lân cận. Với sự hoài nghi này, thay vì ủng hộ chiến dịch táo bạo mà Kiev đề xuất, Mỹ muốn Ukraine tập trung vào mục tiêu khác cho đợt phản công là Kherson. Đây được đánh giá là sự lựa chọn an toàn hơn, mức độ rủi ro nếu chiến dịch tấn công thất bại cũng thấp hơn. Kherson là đô thị lớn đầu tiên và chuyên nhất của Ukraine mà Nga kiểm soát sau khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022 thành phố nằm ở bờ tây sông Dnieper và lực lượng Nga đồn trú tại đây phụ thuộc hoàn toàn vào các cây cầu bắc qua sông để duy trì nguồn tiếp tế. Một quan chức cấp cao của ngũ chất đai cho biết, lý do chúng tôi muốn họ tấn công vào Kherson vì Ukraine không có binh lực đã qua huấn luyện để tiến về phía nam. Họ có thể theo đuổi mục tiêu vượt quá khả năng tại miền nam và bị đánh bại. Tướng Salutny không đồng tình với đánh giá này của Mỹ. Các trợ lý cho biết, tướng Salutny giải thích quân đội phải tấn công ở những nơi cần thiết, không phải ở những nơi có thể. Theo nhà báo Trofimov, tướng Salerny sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để mở chiến dịch phản công ở Saborizia, bởi nó có thể mang lại hiệu quả lớn và góp phần định đoạt cục diện chiến sự ngay trong năm 2022. Tuy nhiên, do Mỹ kiểm soát phần lớn viện trợ quân sự cho Ukraine, lập luận của tướng Salerny đã không thay đổi được tình hình. Ukraine sau đó dồn nguồn lực tấn công về phía thành phố Kherson. Quân đội Ukraine dễ dàng tập kích các cây cầu bắc qua sông Dnieper, cản trở nghiêm trọng tuyến tiếp tế và uy hiếp lực lượng Nga đồn trú ở thành phố Kherson. Cuối cùng, trước sức ép liên tục của các đơn vị Ukraine, Nga phải rút khỏi Kherson, lui về bờ đông sông Dnieper để củng cố phòng tuyến. Sau khi quân đội Ukraine giành lại Kherson, đa tiếng của họ cũng chững lại do vấp phải trở ngại từ sông Dnipro. Ngũ chất đài vào tháng 11 năm 2022 ca ngợi việc Ukraine tái kiểm soát thành phố Kherson sau chiến dịch tấn công chớp nhoáng ở tỉnh Kharkov là thành tựu quan trọng. Quân đội Mỹ cho rằng đây là kết quả ấn tượng cho thấy Ukraine không chỉ dựa vào may mắn để cản bước quân đội Nga. Quân đội Ukraine sau đó phải chờ hơn 6 tháng mới mở các mũi tiến công ở tỉnh Zaporizhia, muộn hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu mà ông Zelensky đề ra. Lần này, lực lượng Nga đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ukraine tung ra chiến trường nhiều lữ đoàn huấn luyện theo chiến thuật NATO, sử dụng tăng thiết giáp và phương tiện chiến đấu do phương Tây viện trợ. Tuy nhiên, đợt phản công bị phòng tuyến kiên cố của Nga chặn lại Năng lực của phòng tuyến được Nga thiết lập trong những tháng cuối năm 2022, đầu năm 2023 là một trong những lý do chính khiến chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, nếu Ukraine tấn công sớm hơn, phòng tuyến của Nga không rộng và kiên cố đến vậy. Sau những tổn thất về nhân sự và phương tiện chiến đấu, Ukraine buộc phải từ bỏ một số chiến thuật kiểu NATO, không sử dụng thiết giáp hạng nặng và cho binh sĩ tiến chậm theo các nhóm nhỏ với pháo binh yểm trợ để tấn công phòng tuyến Nga. Chiến thuật này không thể tạo nên bất cứ thay đổi lớn nào trên chiến trường. Trong lúc Ukraine phải chuyển sang thế phòng thủ trong mùa đông, nhiều chuyên gia chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với các lực lượng nước này tác chiến. Tôi đồng ý với những lời phê bình rằng, trong suốt cuộc chiến, Mỹ đã quá bảo thủ và không tạo điều kiện cho Ukraine đạt thành công trên chiến trường, George Barros, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Mỹ nhận định. Theo ông Barros, cách nhìn nhận của giới tướng lĩnh và lãnh đạo chính trị Mỹ đã khiến cho một số cơ hội của Ukraine bị đóng sập, đặc biệt là sự chậm trễ trong sự chuyển giao các khí tài hạng nặng. Barros nói rằng, Mỹ đã trì hoãn chuyển xe tăng M1 Abrams, tên lửa ATACMS và tiêm kích F16 cho Ukraine. Chúng chỉ đến tay Ukraine vào cuối năm 2023, đầu năm 2024, trong khi thời điểm họ cần chúng nhất là vào năm 2022. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp